thời mặt pháp liệu đã đến hay chưa mà sao một loạt các vị thầy tu phạm tội lỗi kinh khủng như vậy? Và liệu thầy Thích Chân Quang mà hôm nay Top 10 huyền bí mang tới cho bạn sẽ mang lại cái nhìn khác biệt thế nào về một vị thượng tọa thuyết giảng suốt 40 năm? Từ đoạn ghi âm mới nhất tiết lộ sự thật động trời gì tới sự việc thầy Thích Chân Quang bị cấm thuyết giảng trong 2 năm, làm mọi người nhớ tới một ông thầy trước đó cũng chung cái kết như vậy. Và vô vàn những tài lẻ bao gồm việc sáng lập ra môn võ cho tới đánh đàn bên cái bàn để vần mũi, rồi những bài giảng gây tranh cãi của thầy Thích Chân Quang và các thầy chùa Ba Vàng cụ thể thế nào. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ hãy cùng với Top 10 huyền bí theo dõi video 6 điều trần trụi và kỳ lạ tiết lộ con người thật của thầy Thích Chân Quang. Đoạn ghi âm tiết lộ sự thật động trời. Con thì làm cúng dường cho thầy, thì thầy á lại lấy tiền cho gái 12 miếng đất đó, 12 cái sổ đỏ đó, tiền của Tam Bảo, tiền của Phật Pháp. Tại sao thầy tùy tiện thầy đưa cho mấy người đó? Cô mà bị thầy xâm phạm tiết hạnh, con rất là buồn, con rất đau lòng. Mà quý thầy quý sư cô á, gửi gần 200 ký đơn, tất cả kêu cứu. Tiền của thầy Chân Quang nhiều lắm rồi, nên thành thử giáo hội này không có bao giờ ai mà mở miệng lên. Nếu con nói sai những lời nói của con, khi mà giáo hội mà điều tra ra mà không có, con nói những lời nói mà sai với thầy con á, bây giờ con chịu tội cái gì con cũng chịu hết. Con sẵn sàng chịu chết hả? Con rất là thương yêu vinh đệ của con. Con là một tờ giấy trắng, chính thầy đổ mực vô cái tâm hồn của con. Bây giờ thầy dám đối diện với con không? Thầy đã dám đối diện với lại mấy sư cô ở trên Chí Nghiêm và Hạnh Nghiêm với thầy trên đó không? Kính thưa giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kính thưa đại đức Tân Liên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, con là pháp danh Liễu Độ, là đệ tử của thầy Chân Quang, là chùa Phật Quang, hiện tại bây giờ là thiền tôn Phật Quang. Con đi theo thầy hồi nhỏ, con đã từng nhủ hụi ngày buôn bán để kiếm tiền đi về để trả tiền cho em Dũng, em Quốc và em Quang và tất cả những người làm công ở trên đó dựng được lên cái thiền viện Phật Quang ngày hôm nay là thiền tôn Phật Quang. Con nói lên đây bằng những cái tấm lòng là con tha thiết, con nói lên những sự thật. Con không biết những cái tâm niệm của con mà có thể những cái quan ức của con mà con ấm ức trong lòng. Vì thầy đã làm thầy Chân Quang là một vị thầy truyền giới cho con, năm giới. Con đi theo thầy học nhỏ, con lúc đó con có 20 mấy tuổi à. Con theo thầy học thầy năm 1988 á, thầy bị sư ông Thanh Từ đuổi là từ chúng, thì thầy mới đi xuống, thầy ở với thầy Thượng Lạc ở dưới nút Minh Đạm. Thì con lúc đó con đi theo hòa thượng sư ông Diện Chủ mà sư ông Thanh Từ ở dưới Chân Nguyên. Lúc đó con nghe Ken Bá Khanh mới giới thiệu con đến với thầy. Thì cái nhân duyên như vậy con mới theo thầy. Thầy nói với con á, là thầy muốn thành lập một cái tu viện nhỏ, dù cái cốc, tạo lên những cái cốc bên Tăng Minh Đi, dù thầy trò ẩn tu, dù nhập thất ngồi thiền. Tại vì đời mặt pháp này không có ai tu chứng ấy, nên thầy trò, thầy mới giải thích là thầy muốn mình chứng tỏ rằng mình nhập thất, mình tu như vậy, dù mình bỏ xác trong đó luôn, để chứng tỏ rằng đời mặt pháp này vẫn còn có người tu chứng. Thầy nói như vậy, con mới là quyết tâm theo thành thầy để tạo dựng một cái thiền viện cho thầy. Thì con theo thầy hồi nhỏ tới lớn, những cái chuyện gì con cũng biết hết. Mà lúc đó thầy dạy con rất là đàng hoàng. Khi mà được lên chùa Phật Quang á, thành lập rồi á, sư cô Lưu Liễu Quyền là bạn của con á, học quê với tụi con là còn nhỏ, là trưởng tử đầu tiên của thầy Chân Quang. Sư cô ở trên chùa Phật Quang, sư cô nắm tài chính của chùa Phật Quang. Vậy mà khi mà con tường, sư cô tường phổ á, là hiện tại bây giờ là tính trúc á, không biết dùng cái bằng mà mê thuật gì đó làm cho thầy toàn bộ thay đổi cục diện. Mà trong khi cô mới vô có mấy tháng trời mà cô đánh luôn nguyên cái hội từ thiện chùa Phật Quang tại thành phố Hồ Chí Minh, mà mấy chị đó toàn là dân đại gia không, dân có trí thức không, mà cô đánh tan luôn hội từ thiện Phật Quang. Xong rồi thầy á, thầy với lại cô Trúc này á, là cô Tường Phổ này, hai người không biết âm mưu gì đó. Thầy với lệnh của thầy á, là kêu sư cô á, phải đi qua Ấn Độ tu học trong thời gian đấy một tháng, cái kiểu như đi du lịch vậy, mà đi chơi giải trí một tháng. Khi mà cô đi á, ra sân bay á, con đưa tiện con khóc, con đưa tiện sư cô đi, thì sư cô mới đi ra sân bay là quay về nhà tảng sáng là ngày mai là cô Trúc. Lúc đó cô chưa có phải là xuất gia, đem đơn của sư cô và tủ quần áo sư cô đem liền ra ngoài đường hết. Cái phòng của sư cô ở dọn sạch hết, nó đem đồ của nó, đồ của cô Trúc đó về ở, rồi quần áo đem về đó, tủ giày dép đem về trong phòng của sư cô là cô Trúc đó ở. Xong rồi á,
cô Trúc đó kêu thầy Tánh Khoan á, kêu thợ mở cái két của sư cô Liễu Quyện ra, trong đó có vàng có tiền của tôi gửi, lấy cái vàng của tôi 30 cây, lấy luôn, tịch thu luôn. Trong khi tôi phải làm đơn cả tháng trời tôi mới lấy đèn được 30 cây vàng. Rồi sư cô đi về ở bên Ấn Độ về thì có cái lệnh sư phụ là không cho sư cô đi về chùa ở nữa, chùa Phật Quang và chùa nhà 28 Hoàng Diệu. Mà trong khi đó là một cái công ty Phật Quang á, là tài chính của chùa, là chính sư cô là người gầy dựng lên. Mà cô sư cô gầy dựng lên cho thầy cái cơn ơn hôm nay, mà thầy nở lòng nào thì đuổi sư cô đi, đuổi xéo vậy chứ hỏi gì chứ phước quý phật tử vậy chứ. Thầy ở như vậy thầy có đức không, thầy làm những cái việc như vậy thầy có đức không? Tại sao thầy là đệ tử của mình như vậy mà thầy đối xử như vậy? Giờ nói về cái vấn đề con Trúc, cô Trúc đó cô có tu một ngày nào, có biết giới lực một ngày nào, khi mà cái clip của quý thầy á, mà đưa ra nói là Trung Quang hãm hiếp đệ tử, hiếp dâm đệ tử, nói như vậy là thầy á quảng hồn á, lúc đó một quý thầy á, là đem chở vật liệu đồ về dưới ở dịch đó, là làm cái chùa Chí Nghiêm và Hạnh Nghiêm á, quý thầy về dưới đó ở, quý thầy mới nạp đơn thưa, quý thầy nạp đơn thưa, thầy mới sợ quá, thầy mới họp chút quá bằng cách là cạo đầu một chút để là cái tên là Thích Nữ Tường Phổ. Thầy á hỏi á thầy Minh Tuệ á, có học giới lực ngày nào chưa, có nhiếp tâm được chưa, thầy hỏi thầy Minh Tuệ được vậy. Nhưng mà có hỏi thầy, thầy biết giới lực không? Một người nữ mà xuất gia 10 năm, mà khi một người tăng mới xuất gia dù có một ngày thôi, người nữ vẫn đứng trước mặt một người tăng đó, phải xưng bằng thầy, phải nói chuyện xưng quý vị đó bằng thầy và tự xưng mình là con. Mà tại sao á, Tường Phổ nó mới có tu có mấy ngày, thầy bắt nó lên, quản mình chúng đi, có nhiếp tâm được gì chưa, thầy biết giới luật không? Tại sao thầy lại làm sai cái giới luật của Đức Phật? Thầy mắc mấy chúng, bên tăng bên ni, mấy cô mà tu khoảng 7-8 năm, thầy lại mắc mấy sư cô đó, mấy thầy đó, kêu Tường Phổ bằng sư cô và tự mấy thầy đó phải xưng bằng con. Và thầy nói là Tường Phổ là Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân, thầy còn mê tín gì đó, thầy tu bên đạo Phật mà, nó phải đồng bóng gì đâu mà thầy phải làm như vậy. Thầy có biết cái luật không? Con đem tiền của cho thầy, cúng dường cho thầy, hả? Lo cho thầy, đất đai con mua con cúng dường tiền tỷ cho thầy, hả? Thậm chí thầy chưa có bao giờ thầy đưa tiền con, tự con đặt cọc, hả? Dù con bán lấy lời nhưng con cúng dường lại cho thầy, hả? Tại sao con đem tiền của công của con cúng dường cho thầy? Thì lấy tiền con á, thì cho mấy con gái, con chỉ biết hai con đâu, thôi. Tường Thanh với lại Nguyệt Khánh, khi mà thầy đưa tiền cho Tường Khánh á, mua căn nhà đó, con nhắn tin con nói chuyện với thầy. Thầy nói với con á, tài sản Tường Thanh là tài sản chùa, mà tài sản chùa là tài sản Tường Thanh. Vậy con hỏi lại thầy, vậy có ai mua cúng dường cho thầy để trở thành tài sản riêng của vợ chồng Tường Thanh? Thầy nói con đừng có nghiện chuyện, đừng có trả treo với thầy. Cái tin nhắn đó con chẳng đưa cho chị đăng, tất cả mọi người trong hội từ thiện đều biết. Anh Bảo tỉnh đồ, anh Bảo canh vẫn tin nhắn đó con nhắn đưa cho mấy người đó xem. Bây giờ thầy kêu thầy hỏi đi. Còn một câu chuyện nữa, khi mà cô Liễu Quyện mượn con 300 triệu, con hỏi cô Quyện mượn làm gì? Cô Quyện nói là cô Quyện mượn cho đưa cho đệ tử thầy mua nhà. Con hỏi đệ tử nào vậy? Đệ tử đó lâu năm không? Lâu năm không? Cái sư cô đấy mới có quen thầy 3 tháng. 3 tháng con nói con không biết à, con cho sư cô mượn, con biết sư cô thôi. Con cho mượn 300 triệu. Thì năm 2003 lúc đó trị giá là 300 triệu là 60 cây vàng. Con nghĩ là 60 cây vàng. Sư cô đưa cho nó thêm 7.000 đô với lại mấy chục triệu nữa, gần cả 100 triệu nữa, thì con tính lúc đó ra là khoảng 90 cây vàng hơn. Lúc đó bán căn nhà đó, Tường Thanh nó về ở, căn nhà có Năm Thêm ở mà làm thuốc bắc. Cái gì nào mà biết được, con kêu biết được Năm Thêm là biết được căn nhà đó. Lúc đó cô bé đó mới là bán căn nhà, cắt người ta không cho cắt tại vì vách chung á, người ta nói là đập gia bị đổ rồi này nọ, người ta không cho cắt, nên thật sự cô bé đó bắt buộc phải bán miếng đất đó. Bán miếng đất đó cho một cái bà mà cũng làm kinh doanh bất động sản mà trao đổi miếng đất đó được, bà lấy căn nhà đó, bà lấy lại miếng đất đó, mà xưa kia miếng đất đó chính là bà đó cũng bán cho cô đó. Rồi á bán lại mua căn nhà đó 300 cây vàng, người ta 320 300 gì có đó con quên rồi. Thì lúc đó là bán lại căn nhà cấp 4 này á, bà đó có trị giá lại 100 cây vàng. Thầy á tuyên bố với đại chúng, thầy nói là Tường Thanh cho thầy mượn 100 cây vàng. Thầy nói với con là Tường Thanh cho thầy mượn 100 cây vàng. Vậy con hỏi thầy á, thầy nợ Tường Thanh 100 cây vàng, thầy nói với con như vậy. Con hỏi thầy á, thầy nợ kiếp trước hay kiếp sau? Thầy làm bài toán sao giỏi vậy? Tường Thanh nợ thầy 90 cây vàng, mới bán miếng đất đó, căn nhà đó thầy mua cho Tường Thanh đứng tên. Vậy chứ bây giờ bán 100 cây vàng
đó là tiền của thầy hay tiền của Tường Thanh, mà thầy nói thầy nợ Tường Thanh. Thầy làm im với con câu nói đó. Con thì làm cúng dường cho thầy, thì thầy á lại lấy tiền á con gái. Con Nguyệt Khánh nó giúp thầy mấy chục tỷ đó. Thầy nghe lời nó đó, dụ dỗ thầy, thì nó cô đó nói là cúng dường cho thầy đất, thầy đưa tiền đi sang làm sang kết quả đó. 12 miếng đất đó, 12 cái sổ đỏ đó, sang kết quả 9 tỷ đó. Giờ miếng đất đó đâu, mấy miếng đất đó đâu? Con hỏi lại, nó có đưa thầy đâu? Tại sao thầy bị người ta dụ? Tiền của Tam Bảo, tiền của Phật Pháp, tại sao thầy tùy tiện thầy đưa cho mấy người đó? Hồi xưa cô còn sống kêu Liễu Độ đưa cho Nguyệt Khánh mượn 500 triệu. Cường đó, em của thầy Tánh Minh đi lên nhà con lấy 300 triệu, bây giờ Cường nó vẫn còn sống đó. Thầy hỏi đi có không? Đạo Trung lên lấy con 200 triệu đó. Tại sao tiền con làm cúng dường cho thầy? Mà thầy đem đồng tiền đó thì lại cho gái. Thầy có tội lỗi không? Con hỏi thầy á, thầy trả lời với con á, thầy cũng có tội nữa. Nhưng mà cái phước của thầy á, thầy giảng á, mỗi tháng á, thầy giảng 4 bài giảng. 4 bài giảng đó mỗi lần giảng như vậy á, thầy được 5 điểm. 4 bài giảng đó thầy được 20 điểm. Thầy làm tội như vậy có 10 điểm thì vẫn còn 10 điểm. Nhân quả bù trừ thì nói con như vậy. Con nói thật với thầy, khi mà con nghe được quý sư cô mà bị thầy xâm phạm tiết hạnh, con rất là buồn. Rất tiếc là thầy trong đó không có con. Nếu có con, con bị thầy là cái chùa Phật Quang sạch từ lâu rồi. Con nói cho thầy nghe như vậy, con rất đau lòng. Khi mà bây giờ bể ra xảy ra câu chuyện như vậy, quý sư cô điện tới con, nói chuyện với con rất đau lòng. Mà quý thầy, quý sư cô gửi gần 200 ký đơn, tất cả kêu cứu. Mà ban giáo hội này, con nói thật, chưa bao giờ mà quý thầy vật mời đi họp nói chuyện với thầy Trấn Quang. Chắc con nghĩ là tiền của thầy Trấn Quang nhiều lắm rồi, thầy trải ra thành bông thành hoa, nên thành thử giáo hội này không có bao giờ ai mà mở miệng lên mà phải giải cứu cho mấy sư cô, làm chủ cho mấy sư cô. Con rất là đau lòng khi con nói lên những lời nói này. Con mong con nói những lời nói này lên cho tới xe mấy huynh đệ, mấy cộng đồng mạng, xe tới tay cho ban giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gấp gấp, và những cơ quan gấp gấp phải vào cuộc. Nếu con nói sai những lời nói của con thì cũng cho quý vị khi mà giáo hội mà điều tra cho, mà không có con nói những lời nói mà sai với thầy con á, bây giờ con chịu tội cái gì con cũng chịu hết, con sẵn sàng chịu chết hả? Mà con đâu có còn mà coi cái thân của con là cái gì nữa. Con đã đi đường lối của con đã đi sai. Hồi đó con đi theo hòa thượng với ông Thanh Tự, bây giờ con rẽ sang như vậy, con đã biết con sai rồi. Con sám hối với sư ông, con sám hối với sư ông. Tại sao con đi theo thầy hồi nhỏ, thầy dạy con những cái điều gì, những cái làm đường, làm những cái đường mà bị ổ gà ở dưới quê con á, thầy dạy con phải đi lượm từ cục đá bỏ vô cái lỗ đó, đổ đất vô cho người ta đi khỏi tay á, có gây tai nạn giao thông. Con làm những cái việc đó lợi ích đến với con cũng có, thầy dạy con những điều rất là tốt. Con mới tâm quyết con theo thầy, con tâm quyết tâm con mở tu thiền viện cho thầy. Con nguyện là đời đời kiếp kiếp này con đi theo thầy, con không bao giờ lìa xa huynh đệ và thầy tổ. Con rất là thương yêu huynh đệ thầy tổ, con rất là thương yêu huynh đệ của con. Và đến đây hôm nay chính thầy, con là một tờ giấy trắng, chính thầy đổ mực vô cái tâm hồn của con ha. Bây giờ thầy dám đối diện với con không? Thầy đã dám đối diện với lại mấy mấy sư cô ở trên chiến nghiêm và hạnh nghiêm với thầy trên đó không? Thầy dám đối diện không? Tại sao Tùng Phổ nó đã xảo bao nhiêu lần như vậy hả? Mà chính con cũng nói với thầy hả? Mà quý thầy cũng đều nói cháu gặp Tùng Phổ ấy, thầy mới hỏi từ thiện kêu thầy cháu gặp Tùng Phổ ấy ba mặt một lời. Thầy không bao giờ cháu mặt Tùng cháu gặp Tùng Phổ. Tùng Phổ đến với thầy nói á, con sẽ đọc cái đơn, cái lời nói của Tùng Phổ khi mà đến với lại chùa Phật Quang, đến làm đệ tử của thầy Trấn Quang. Con xin đọc cho mọi người nghe. Đem tiền của đoạn ghi âm còn nói đến cái tên thầy, vợ chồng Tường đã, Thanh và nữ Phật tử đang bức thầy xúc khi đất cúng dường bao nhiêu tiền của tiền đến cả thầy, mấy tỷ vào chùa nhưng lại không đất phải để chùa tu sửa mà lại vào túi con, riêng của vợ tự chồng kia. Con đặt cọc, thấy không? Dù con bán lấy lời nhưng con cúng dường lại cho thầy, thấy không? Tại sao con đem tiền của công của con cúng dường cho thầy? Thì lấy tiền con á thì cho mấy con gái, con chỉ biết hai con đâu thôi, Tường Thanh với lại Nguyệt Khánh. Khi mà thầy đưa tiền cho Tường Thanh á, mua căn nhà đó, con nhắn tin con nói chuyện với thầy. Còn cô có cả Nguyễn tên mượn cô Nguyễn mượn 300 triệu mua nhà. Con hỏi cô Nguyễn mượn làm gì? Cô Nguyễn nói là cô Nguyễn mượn cho đưa cho đệ tử thầy mua nhà. Con hỏi đệ tử đó, đệ tử nào vậy? Rồi thầy Quang cho thầy mượn 100 cây vàng của Tường Thanh. Thầy nói với con là Tường Thanh cho thầy mượn 100 cây vàng. Vậy con hỏi thầy á, thầy nợ Tường Thanh 100 cây vàng, thầy nói với con như vậy. Con hỏi thầy á, thầy nợ kiếp trước hay kiếp sau? Thầy làm bài toán sao giỏi vậy?
Đoạn ghi âm cũng đề cập tới 12 miếng đất thì thầy á lấy tiền cho gái. Cho gái 12 miếng đất đó, 12 cái sổ đỏ đó, tiền của Tam Bảo, tiền của Phật Pháp. Tại sao thầy tùy tiện thầy đưa cho mấy người đó? Người phụ nữ cũng nhắc tới quý sư cô bị xâm phạm tiết hạnh. Đó, cô mà bị thầy xâm phạm tiết hạnh, con rất là buồn, con rất đau lòng. Mà quý thầy, quý sư cô á, gửi gần 200 ký đơn, tất cả kêu cứu. Nếu còn con cứng nói sai những thề rằng những mọi lời mình nói đều là đúng, khi sai thì bà sẽ chịu tội hết. Điều tra ra mà không có, con nói những lời nói mà sai với thầy con á, bây giờ con chịu tội cái gì con cũng chịu hết. Con rất đau lòng hơn khi cuối đoạn ghi âm bà khóc nấc và nói: con là một tờ giấy trắng, chính thầy đổ mực vào tâm hồn con. Chính thầy, con là một tờ giấy trắng, chính thầy đổ mực vô cái tâm hồn của con. Sau khi nghe hết đoạn ghi âm thì ai cũng phải rùng mình. Bởi nếu đó là sự thật thì quá là khủng khiếp đối với một nhà sư. Tuy nhiên đây chỉ là lời nói từ một phía, chưa được xác minh. Chân tướng cụ thể ra sao thì thời gian sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi. Mà mình nghe ai đó bảo rằng Việt Nam hay đồn, nhưng mà nhiều cái đồn cũng đúng lắm phải không nhở? Cực kỳ thuyết phục. Tuy cái này chưa được chứng thực, nhưng thầy Thích Chân Quang đã bị cấm thuyết giảng 2 năm. Cụ thể như thế nào thì ở nội dung tiếp theo của video. Thầy Thích Chân Quang bị cấm thuyết giảng 2 năm và cái kết sau đó. Ngày 8 tháng 6 năm 2024, Ban Tôn giáo Chính phủ ra văn bản đề nghị thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang. Và cái kết đã tới. Sáng ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định vị Thượng tọa này không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong 2 năm. Đồng thời, không được chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian đó. Họ cũng phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo mà ông ký tên bổn sư truyền thọ có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với luật ngũ giới do Đức Phật đề ra trong giới luật Phật giáo. Cụ thể, Thượng tọa Thích Chân Quang đã sửa giới không tà dâm thành giới không phản bội, một điều chưa từng có trong lịch sử. Bản quy y Tam Bảo này còn tự đặt ra thêm các điều lạ khác, như trong phần 9 điều nguyện, điều 8 nguyện tận dạ trung thành, vâng phục tôn sư, điều 9 nguyện không tu hành cô độc. Nhưng mà Phật giáo làm gì có trung thành với ai? Ngay cả Phật còn nói là đừng vội tin Phật cơ mà. Đức Phật không bao giờ yêu cầu ai phải trung thành với mình, mà luôn chỉ là người chỉ đường dẫn lối cho quần chúng. Sao bây giờ một vị thượng tọa lại yêu cầu Phật tử tận dạ trung thành và vâng phục mình? Phật còn nói mỗi người hãy làm hòn đảo cho chính mình nương tựa, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thế mà vị sư này lại cấm Phật tử tự tu hành. Và nếu ở đây đã có ai từng đến chùa Phật Quang thì hẳn đã được chứng kiến bức tranh nhân quả rất sắc nét treo ở đó. Mình tin vào luật nhân quả, nhưng bức tranh đó đúng hết hay không thì mình không biết. Mình chỉ biết rằng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Cuối cùng là buộc ông phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng gây hoang mang trong xã hội. Ông Thích Chân Quang cũng sẽ tạm đóng kênh YouTube Pháp Quang Sen Hồng để xử lý các thông tin. Đến trưa ngày hôm đó thì các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội đã được gỡ bỏ khỏi kênh YouTube. Cũng trong thời gian vị thượng tọa này nhập thất sám hối, chùa Phật Quang không được đưa các bài giảng của ông lên các nền tảng mạng xã hội. Điều này khẳng định các tiếng nói phản biện, góp ý của quần chúng nhân dân là có cơ sở và chính xác. Nó cũng khẳng định cho các Phật tử còn đang hoang mang, thấy rõ chân tướng của sự việc, thấy rõ sự sai trái của ông Quang để họ không còn u mê và bị dẫn dắt nữa. Vậy bài giảng của thầy Thích Chân Quang chấn động tới mức nào mà khiến vị thượng tọa bị cấm phạt như thế, thì hãy cùng với Top 10 Huyền Bí theo dõi tiếp video. Các bài giảng chấn động quán mạng. Đầu tiên là lời nói chân thành gửi tới các anh chị gamer khi thầy bảo tập gym sẽ tiêu hết phước. Chủ phòng tập nghe xong thấy muốn chuyển nghề quá à. Mà làm tiêu hết phước của họ. Này có thể được mạnh cơ bắp đấy nha, thì nó không có phúc. Lần thứ hai thầy khen Phương Trinh đẹp rồi kêu nếu có lấy vợ cùng Hà Bá thì phải cỡ Phương Trinh. Cỡ Phương Trinh gì đó. Sau đó bảo Phương Trinh đứng lên chào. Chào Phật tử huynh đệ chưa, đứng lên chào đi con. Đứng lên quay lại chào huynh đệ đi con. Thậm chí âm thanh "A Phương Trinh, con đây hả con", cũng đã gây ám ảnh suốt mọi mạng thời gian qua. Và cho mình hỏi, ở đây có bạn nào đang ở nhà lầu, đi xe hơi, ai ở trọ thuê,
hay là nhà cấp 4 không? Nhà của ta vì theo như ông Thích Trân Quang nói, thì nhà ta ở ứng với phước đó của ta. Sẽ có ngày phải ở nhà to nhiều hơn phước của mình thì sẽ có ngày phải bán nhà, bị tịch thu nhà. Tiếp nữa là trên đường về, ai mà dừng xe mua trái cây lề đường, sau này trên đường đời, sự nghiệp người đó sẽ gặp nhiều cản trở, cũng như là cái việc dừng mua trái cây cản trở giao thông. Ta bị cản trở và thiếu điều như là sự thất bại, chỉ vì cái tật mà dừng xe bất ngờ cản trở đường giao thông. Rồi một chuỗi bài giảng huyền thoại, ai hát karaoke nhiều thì người đó có nguy cơ chết làm ma câm. Không có chuyện gì đáng để đi mà xách xe đi tào lao, tốn xăng, làm ô nhiễm không khí thì về già sẽ phải nằm một chỗ, tức là bị tai biến hoặc bị liệt. Còn người câu cá là những người lừa đảo. Coi nó lãng mạn, thi nhân, nghệ sĩ, nhưng mà sự thực đó là những người lừa đảo. Rồi nằm võng, mất phước, vân vân và mây mây. Hãy cùng xem từng lời nói của thầy được thốt ra như thế nào nhé. Bên cạnh đó, ông cũng khá tôn sùng Trung Quốc khi bảo Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Theo đạo lý thì em phải kính trọng anh. Em là em thì phải kính trọng anh. Được. Thảo án. Thảo án. Thậm chí thầy còn công khai hẳn 9 số tài khoản tên là Vương Tấn Việt và 2 số tài khoản tên Vũ Thị Nguyệt Nga nhằm mục đích cho Phật tử cúng dường cho nhanh gọn lẹ và dễ dàng. Tất nhiên là không chỉ thầy Thích Trân Quang mới có khả năng giảng dạy đó, mà cái tên Thích Nguyện Đức, Thích Trúc Thái Minh và vài sư thầy của chùa Ba Vàng cũng hot không kém. Vậy họ nói gì thì hãy cùng với Top 10 Huyền Bí tĩnh tâm đi nghe giảng nhé. Loạt bài giảng của sư thầy chùa Ba Vàng và Thích Nhuận Đức. Chúng ta cùng đến với Đại Đức Thích Nhuận Đức, gần giống thầy Thích Trân Quang. Người cũng bị cấm 1 năm thuyết giảng từ ngày 6 tháng 6 năm 2024 dưới mọi hình thức để chuyên tu tập sám hối. Đầu tiên là xuyên phạm vào giới tà dâm khi thầy bảo chảy nước miếng lúc thấy Phật tử đẹp gái quá. Tiếp tục có lời nói gây tranh cãi như là có mấy bà mặc Phật mỏi chân, mấy bà mặc quần ống rộng, lúc phóng xanh thả chim, con chim chui vô quần bà. Nó chui vô quần bà. Nhà Đức thấy rõ ràng 100%. Hai con chim chui vô. Tại một buổi giảng đạo khác, sư Thích Nhuận Đức nói, khi cúng dường, không cúng thì thôi, mà đã cúng là phải cúng đồ ngon. Thầy chùa chẳng lẽ không biết ăn ngon? Còn thầy Thích Pháp Hòa thì lại nói ngược lại. Phật ơi, con hết tiền con không cúng, Phật cũng không hề phạt gì mình, huống chi cúng phân nửa, muốn gì nữa. Hú hồn hơn khi có lần vị này đã khiến khán giả được phen giật mình khi nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà chữ Tát lại vang trời lở đất luôn mê ghê. Và phải chăng cái đặc điểm cuốn hút nhất được mọi người tới nghe đông đủ của thầy là nụ cười tỏa nắng rộng lớn giúp xua tan mệt mỏi này? Mỗi khi thầy lên con xe 4 bánh ra về là Phật tử lại ra niềm nở chào. Chắc họ phải sốc lắm khi nghe tin sẽ không được nghe bài giảng của thầy trong vòng 1 năm. Tiếp theo là trụ trì chùa Ba Vàng, chính là Thích Trúc Thái Minh. Vụ drama gây tranh cãi nhất chính là việc thỉnh vong. Thầy khẳng định không thỉnh không hết, và thỉnh vong thì phải cúng dường đúng số tiền theo yêu cầu của vong. Mình cúng dường cho nó, trả nợ hết cho nó. Nó tha không đòi mạng, đòi bằng tài sản, bằng tiền, mình phải cúng cho nó. Thì số 1 là mất mạng, hai là còn mạng mà phải mất tiền chứ biết làm nào bây giờ. Đối tiếp là bà Phạm Thị Yến, từng gián tiếp hại mẹ ruột chỉ vì quá mê tín. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản khẳng định nghi thức thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ không có trong giáo lý Phật giáo. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2019, bà Phạm Thị Yến cũng đã bị phạt 5 triệu đồng về hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa. Sang một lĩnh vực khác, một lần bà nói các chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến đã chịu quả báo vì sát sinh chống lại quân xâm lược. Quả báo nhẹ thôi. Liên quan tới tâm linh, nhân quả thì Angela Phương Trinh cũng chung đam mê. Năm 2021, cô dẫn chứng một người phụ nữ khỏi bệnh ung thư sau 4 tháng nhờ nuốt giun và sám hối. Tháng 8 năm 2021, cô đăng tải câu chuyện Nhân quả bẻ chân nhái về một cặp trẻ song sinh có đôi chân khuyết tật bẩm sinh do bố mẹ hành nghề bắt nhái. Tất cả đều giúp cô gái xinh đẹp thu về một lượng lớn anti-fan, cứ lên like là bị chửi và bị bom hàng. Tất nhiên rồi, cũng không thể thiếu các bài giảng đi theo hướng cúng dường được. Và cúng trực tiếp ở bàn thư ký của chùa.
hay là bỏ tiền vào thùng phước xương tại chùa, nó thuộc về ba cách thức cúng dường khác nhau. Cũng không dạy mình thế. Phật dạy chúng ta biết bố thí và cúng dường. Trời ơi, Phật không, Phật dạy cho các Phật tử mất tiền đấy, phải mất tiền mới có phúc. Phật dạy bố thí đứng đầu trong lục độ, chịu khó bố thí đi để được phước, phải không? Vậy thì cái phước này là vì ai? Vì mình. Vậy thì quay người lại đi, bố thí để mà có phước. Vậy thì cái thật sự cái bố thí này là vì ai? Vì mình. Vậy thì có phải mình phải cảm ơn cái người nhận không? Ôi cảm ơn chị đã nhận cho em mới có cơ hội em làm phước. Chứ bây giờ ví dụ vậy, chạy đến cúng dường sư cô, bạch sư cô con muốn cúng dường cho chùa, con nói không chùa đủ rồi cô không lấy đâu, vậy chị có cơ hội làm phước không? Không. Vậy chị phải cảm ơn cô chứ, cô tạo cơ hội cho chị làm phước mà, phải không? Thực hư chuyện đi khất thực gieo duyên của thầy Thích Chân Quang. Nếu bạn đang tìm kiếm cảnh tượng thầy Thích Chân Quang đi khất thực thì có lẽ bạn nhầm, đó là thầy Thích Minh Tuệ rồi. Bình thường thầy Quang chủ yếu ở trong chùa giảng giáo, gieo duyên qua câu từ hoặc qua số tài khoản. Còn để nói về công suất đi lại thì phải là thầy Thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng cơ. Những tờ tiền xanh đỏ được thầy Minh cầm chính xác không sai một ly. Mỗi lần đi khất thực là phải mang mấy cái bao to thì mới đựng được hết phần phước của chúng sinh. Mà đâu chỉ mỗi thầy đâu, cả đoàn đệ tử đi theo cũng giúp nhận lấy phần phước đó để không ai bị bỏ sót cả. Và không chỉ riêng Việt Nam, thầy Minh còn sang cả Nhật Bản, Hàn Quốc để khất thực. Báo cáo thu chi của chùa Ba Vàng ghi rõ, từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2023 đã thu được hơn 4 tỷ đồng. Sức ảnh hưởng của vị trụ trì chùa Ba Vàng quả là không kém trụ trì chùa Phật Quang chút nào các bạn nhở. Có điều, thầy từ chối đưa quà cho một em bé, và dân cư mạng đã chụp lại được khuôn mặt vị trụ trì lúc đó không được vui vẻ hài hòa cho lắm. Cùng quay về với thầy Thích Chân Quang thì có tin đồn thầy đã lập một ngôi chùa rất to ở Đài Loan, chuyên tìm thanh niên là du học sinh hoặc lao động tham gia. Chuyển khoản với cả Quang Cô Tích đấy là đã vươn tầm thế giới luôn rồi, và cụ thể là đã vươn sang Đài Loan một thời gian này rồi nhá, chứ không phải là không có. Đây. À, chùa của anh Quang này thì nó sẽ gọi là Chin Cang Chán Sư nha. Và địa chỉ cụ thể là ở Thảo Yên Sư, Quan In Chi. Mọi người nha. Cái nhóm này là cũng lập được một thời gian rồi. Đây là cái ngôi chùa của anh Quang, và chuyên tìm những thanh niên, đó là thứ nhất là lao động, thứ hai nữa là du học sinh tham gia. Cái chùa này đây đấy, cái hình của cái chùa này đây, và đã có một nhóm thanh niên tham gia và đã tu tập rồi. Và nếu bạn hỏi thầy Quang giảng nhiều đến mức nào thì tính ra tới nay thầy đã xuất bản hơn 2.000 đề tài thuyết giảng bằng CD, VCD, DVD, có phụ đề nhiều ngôn ngữ, chính thức trở thành một giảng sư nổi tiếng. Thậm chí đã có tin Thượng tọa Thích Chân Quang góp 80% vốn vào công ty xuất bản CD Huyễn Hoặc. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 7 năm 2019, bà Đinh Thị Thanh Thủy, khi đó là giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định xuất bản sản phẩm có tên là CD Lợi ích của người biết tin nhân quả của tác giả dịch giả Thượng tọa Thích Chân Quang. Đối tác liên kết xuất bản là công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang, được thành lập từ tháng 7 năm 2004 và đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nhân bản sao chép băng đĩa. Bất ngờ hơn là danh sách thành viên góp vốn thành lập công ty này có tên ông Vương Tấn Việt, tên thật của Thượng tọa Thích Chân Quang, đã đăng ký góp 2,4 tỷ đồng để sở hữu 80% vốn điều lệ. Còn lại ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân, mỗi cá nhân đăng ký góp 300 triệu đồng, sở hữu 10% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, rất nhiều hình ảnh tượng Phật, tranh có giá từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng được giao bán trên website congtypapquang.com. Đậm chất kinh doanh, trang này cũng đăng tải và giao bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng như trà giảm cân, làm đẹp, bột dinh dưỡng giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Thậm chí còn có cả thực phẩm chức năng điều chế từ giun đất. Vậy nên mấy cái tin đồn về thầy Thích Chân Quang có cả nghìn tỷ đồng cũng có thể không phải chỉ là tin đồn đâu các bạn ạ. Nguồn thu của thầy rất nhiều, cả những danh mục đầu tư đa dạng về cổ phiếu và trái phiếu trong các công ty và tổ chức tài chính trị giá ước tính hàng chục triệu đô la. Cơ mà thầy đã từng giảng rằng nghề đầu tư chứng khoán thì không làm ra phước. Đầu tư chứng khoán ai cũng bị, không làm ra phước. Thứ hai, vàng bạc đá quý, ba cái trang trí tào lao, có nhiều cái không có làm ra phước.
cuộc sống sung túc với những mảnh đất vàng, sấp sổ đỏ tính bằng ký ở biệt phủ, Audi đưa rước, đồng hồ hàng hiệu đeo chữ tay. Gần đây nhất, một sự việc rõ hơn ban ngày xuất hiện trên Facebook khi một showroom đăng bài chụp ảnh thầy mặc quần áo tu, ngồi chễm chệ với nội dung cảm ơn thầy Quang đã mua Volkswagen Veyron trị giá 2,4 tỷ đồng. Khi bị dân mạng chỉ trích, thầy liền bỏ tiền cọc luôn. Thế mới thấy thầy thoáng tính thật đấy các bạn ạ, cho luôn showroom không chấp vặt tí tiền. Đến đây thì mình muốn hỏi, kiếp này thầy bỏ cọc thì kiếp sau sẽ bị gì đấy? Những tài lẻ và thành tích đáng gờm. Chất hơn nước cất khi một vị sư thầy không chỉ biết nhận cúng dường mà còn dùng được cả võ thuật để quật ngã bạn nữa đấy. Cảnh thầy Thích Chân Quang luyện võ cho các đệ tử đã làm lộ ra nhiều thanh niên Việt Nam có ý định tỉ thí một chọi một solo tới bến với ông. Đây hẳn là người có văn võ song toàn. Ra gì đấy? Chúng khét đấy trời. Tìm hiểu kỹ hơn mới biết đây không phải là võ gà mờ không danh tiếng, mà nó có tên thật là Võ Phật Quang Quyền, đặc sản của chùa Phật Quang, thành lập vào năm 1992 bởi võ sư thượng tọa Thích Chân Quang. Ngày 9 tháng 12 năm 2015, môn phái Phật Quang Quyền đã chính thức gia nhập Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam và đang được tích cực đẩy mạnh tại các chi nhánh của chùa ở các đạo tràng và chúng thanh niên trên toàn quốc. Hiện nay, Phật Quang Quyền có 8 võ sư, hơn 50 huấn luyện viên và 100 hướng dẫn viên được Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam cấp bằng. Môn phái đã có mặt trên 26 tỉnh thành trong cả nước với hơn 5.000 võ sinh theo học và tập luyện thường xuyên. Trong đó, phát triển mạnh nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Hà Nội. Tài lẻ thứ hai của thầy Thích Chân Quang chính là đánh đàn. Một lần thầy đã đàn bản nhạc rất chi là du dương và được đệ tử quay video lại. Cơ mà buồn cái là thầy dồn bao tâm huyết gảy sợi đàn mà dân chúng lại đổ dồn hết sự chú ý vào chiếc vật muỗi ở trên bàn. Từ đó rộ lên một loạt câu hỏi, tại sao người tu hành lại dùng vật muỗi? Phải chăng là thầy sát sinh ư? Vì có một lần thầy Minh Tuệ đã bảo mặc để bản thân chống muỗi đốt hoặc di chuyển ra chỗ khác chứ nhất quyết không giết nó. Tránh khỏi những cái tiềm ẩn như là muỗi đốt thì cũng biết được rằng là khi mà muỗi mà có một cái số loại muỗi nó khi mà nó chích vô thì nó sẽ làm bị sốc rét các thầy. Dạ, sốt nhưng mà muỗi chích giờ con thử rồi. Kêu cho muỗi chích thì cho nó bị sốt rét thì sốt thì nó có sợ sốt rét nữa. Thực ra không chỉ muỗi mà chùa Phật Quang đã từng kinh doanh giun đất sống và các Phật tử có hẳn mấy video nuốt gọn con vật này. Cuối cùng thì không thể nói tới bảng thành tích học tập đáng nể. Thầy đã tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Tôn Đức Thắng, cử nhân thứ hai tại Đại học Giáo dục Hà Nội và tiến sĩ Phật học tại trường Phật học Nguyễn Khắc Hiếu. Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2022, thượng tọa được trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng tiến sĩ ngành luật. Ông cũng đã được đào tạo từ các trường Phật giáo hàng đầu, bao gồm chùa Sonoma và trường triết học Phật giáo Serache. Mình mong là những kiến thức đó sẽ được ông Vương Tấn Việt dùng đúng chỗ để giúp chúng sinh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video đến giây phút này. Nếu bạn muốn khám phá thêm về thầy Thích Chân Quang hay thầy Thích Minh Tuệ, thì hãy vào kênh Top 10 Huyền Bí và xem 3 video trước đó của Top 10 Huyền Bí nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye! We'll be right back.